Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Nga đã đạt được bước đột phá về công nghệ sau khi lấy cắp các kế hoạch tên lửa của Mỹ trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Barack Obama. Moscow đã bác bỏ cáo buộc này. Ông Trump đưa ra thông tin này trong cuộc vận động tranh cử ở New Hampshire vào hôm 23 tháng 10 khi ông cam kết tăng cường năng lực phòng thủ và tấn công chiến lược của Mỹ nếu được trở lại Nhà Trắng vào năm tới. Dưới sự lãnh đạo của tôi, chúng ta sẽ một lần nữa bảo vệ người Mỹ bằng hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình, có khả năng bắn rụng tên lửa của Trung Quốc, Nga, Iran trên bầu trời. Và ngoài ra, chúng ta sẽ có những loại vũ khí tấn công không ai sánh kịp. Nga đã ăn trộm siêu phẩm, chúng ta gọi đó là các tên lửa siêu phẩm, bay rất nhanh. Nga đã đánh cắp nó dưới thời chính quyền ông Obama. Nga đã đánh cắp kế hoạch tuyệt mật đó và phát triển nó. Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ có hệ thống phòng không vòm sắt của riêng mình. Khi được hỏi về phát biểu trên của ông Trump, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 24 tháng 10 cho biết Nga có khả năng tự phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến và có một số hệ thống mà không quốc gia nào có thể sao chép. Ông Peskov nói ông không đủ quyền hạn để xác định các vũ khí đó có đủ tiêu chuẩn siêu phẩm theo mô tả của ông Trump hay không. Cựu Tổng thống Trump đã đưa ra tuyên bố tương tự về Nga vào năm 2021 khi ông thảo luận về vụ thử phương tiện lượn bội siêu thanh của Trung Quốc. Đó là loại vũ khí có thể di chuyển với tốc độ rất cao trên bầu trời trước khi bắn trúng mục tiêu. Theo giới chức Mỹ, hai cuộc thử nghiệm của Bắc Kinh nổi bật trong năm 2021 vì có liên quan đến việc triển khai phương tiện lượn từ tàu vũ trụ di chuyển ở quỹ đạo thấp của trái đất thay vì phóng tên lửa như thông thường. Truyền thông phương Tây đưa tin rằng diễn biến này đã gây bất ngờ cho Washington, vốn coi đây là bước đột phá trong khả năng tấn công hạt nhân trên toàn cầu của Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn vào thời điểm đó, ông Trump cáo buộc ai đó đã đưa cho họ, dưới thời chính quyền ông Obama, mọi thứ chúng tôi nắm được về bội siêu thanh. Điều xảy ra là Nga đã nhận được nó và Trung Quốc cũng nhận được nó, có lẽ là từ Nga. Ông Trump nói mà không cung cấp bằng chứng. Moscow đang sở hữu một phương tiện lượn bội siêu thanh có tên Avangard, được cho là có thể được triển khai từ một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Theo Điện Kremlin, loại vũ khí này được phát triển để đáp trả quyết định của Mỹ xây dựng hệ thống chống tên lửa đạn đạo quốc gia dưới thời Tổng thống Mỹ George W. Bush. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.